Kính thưa cha và quý vị, 35 năm một chặng đường, 35 năm của cuộc đời, 35 năm của cuộc tình, dù cho nó ở vế nào thì cũng nói lên rằng đã đủ thời gian để khẳng định mình rồi. Thật vậy, anh chị em ca đoàn Hiển Linh chúng con đã bước vào tuổi 35, nói lên một điều: chúng con đã lớn, chúng con đã trưởng thành. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con được cùng nhau sống tinh thần phục vụ. Mặc dù bây giờ trong số những ca viên phục vụ từ những ngày đầu chỉ còn lại một số ít người, nhưng cho dù 35 năm, 10 năm, 5 năm hay 5 ngày thì với Chúa nhân từ, chúng con đều được hưởng một đồng công trạng. Hôm nay, những ngày chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 35, chúng con cùng nhìn lại và cúi đầu tưởng nhớ đến đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, người cha già đáng kính đã khai sinh và nâng đỡ rất nhiều cho những ngày đầu. Chúng con cũng cảm ơn những bậc cha, chú, cô, dì đã đồng sáng lập và sinh hoạt với chúng con trong những ngày đầu khó khăn. Có những người đã ra đi về với Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người đang hiện diện nơi đây với chúng con tại giáo xứ thân yêu này, hoặc đã chuyển chỗ ở trong cũng như nước ngoài. Chúng con luôn cầu nguyện và tưởng nhớ đến các ngài. Chúng con cũng không quên ơn các linh mục nguyên quản sứ và linh mục chính sứ đương nhiệm, các linh mục phó sứ, các thầy, các sơ giúp sứ đã yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng con được phục vụ. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ, yêu thương, bao bọc qua các thời kỳ của hội đồng mục vụ, quý ban ngành đoàn thể là niềm an ủi và động lực để anh chị em chúng con hăng say phục vụ hơn. Chúng con cũng không thể quên được những ưu ái yêu thương của các vị ân nhân. Bằng lời cầu nguyện, bằng lời động viên, bằng tinh thần và vật chất, hình ảnh vị bố già chống gậy tới gặp chúng con trước ngày lễ với món quà mừng lễ thật cảm động, nói lên để nhắc nhở chúng con tất cả mọi người yêu thương chúng con biết bao. Kính thưa quý cha và quý vị, chúng con không dám tự cao, nhưng chúng con dám tự hào là đã được sống trong môi trường tốt đẹp của giáo xứ, được tạo điều kiện để phục vụ. Chúng con tự hào là những ca viên của ca đoàn Hiển Linh, để được từng ngày tích lũy cho chúng con tài sản để gửi vào nước trời. Chúng con luôn yêu thương và ghi nhớ công ơn tất cả. Xin cho chúng con được sống trọn vẹn với ơn gọi trong vai trò của mình. Cùng với anh chị em ca viên quý mến, chúng ta thường nhắc nhở nhau khi bước chân vào ca đoàn, chúng ta phải thực sự hy sinh khi chọn cho mình là một ca viên. Một vinh dự nhưng mang lại một trọng trách rất nặng nề. Để hoàn thành trách nhiệm, anh chị em phải hy sinh rất nhiều. Hy sinh thời giờ, hy sinh những thú vui riêng, hy sinh cá tính riêng để nhường nhịn những bất hòa trong tập thể. Có khi còn phải hy sinh cả vật chất nữa. Một tuần hai đêm tập hát, có khi còn nhiều hơn. Có lúc hầu như cả tuần, đêm nào cũng phải tập. Vậy nhé các bạn, chúng ta cùng nhau ghi nhận như thế. Xin Chúa cho chúng ta sức khỏe và động lực để phục vụ. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho những cộng tác viên đặc biệt của chúng ta. Họ là những kỹ thuật viên, những nhà lập trình viên trong âm thanh và lặng lẽ cộng tác với chúng ta, làm thành những lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa để phụng sự Ngài và giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên gần Chúa hơn. Kính thưa quý cha, quý vị và anh chị em ca viên, từ ngày thành lập cho đến nay, chúng con ghi nhận được tất cả 113 ca viên đã và đang phục vụ. Trong đó
có chính vị đã về với Chúa. Chúng con tin rằng, dù sống hay chết, còn phục vụ hay đã nghỉ hưu, đang ở trong xứ hay ở nơi khác trong và ngoài nước xa xôi, chúng con vẫn là một tập thể và luôn tự hào là một ca viên của ca đoàn Hiển Linh, Giáo xứ Thanh Xuân thân yêu. Chúng con xin chân thành kính tưởng nhớ đến những người đã khuất. Cảm ơn những người đã yêu thương, nâng đỡ và cộng tác với chúng con. Cảm ơn các anh chị em cựu ca viên. Cảm ơn hết tất cả mọi người. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và đồng hành với chúng con trong ngày sinh nhật lần thứ 35. Xin chân thành cảm ơn. Được cất cao tiếng hát là niềm vui trong cuộc đời con. Được hát khen danh Chúa là hạnh phúc ngập tràn hồn con. Chúa đã cho con tiếng hát ngân vàng, hát lời tạ ơn tình yêu Chúa. Được cất cao tiếng hát là niềm vui trong cuộc đời con. Được hát khen danh Chúa là hạnh phúc ngập tràn hồn con. Năm tháng trôi qua được Chúa yêu thương, giấc dìu chở che cho đoàn con được sống trong an bình. Con xin dâng Chúa tiếng hát trong con hôm nay, hát lời yêu thương xua tan giận hờn ghét ghen. Con xin dâng Chúa cả đoàn chúng con hôm nay, Chúa cùng con chung xây tiếng hát ngọt ngào mê say. Được cất cao tiếng hát là niềm vui trong cuộc đời con. Được hát khen danh Chúa là hạnh phúc ngập tràn hồn con. Chúa đã cho con tiếng hát ngân vang, hát lời tạ ơn tình yêu Chúa. Được cất cao tiếng hát là niềm vui trong cuộc đời con. Được hát khen danh Chúa là hạnh phúc ngập tràn hồn con. Năm tháng trôi qua được Chúa yêu thương, dắt dìu chở che cho đoàn con được sống trong an bình. Con xin dâng Chúa tiếng hát chúng con hôm nay, hát lời yêu thương xua tan giận hờn ghét ghen. Con xin dâng Chúa cả đoàn chúng con hôm nay, Chúa cùng con chung xây tiếng hát ngọt ngào mê say. Con xin dâng Chúa tiếng hát chúng con hôm nay.